thì cực kỳ rất là hao cơm nữa nha. Món này là nhâm nghi làm vầy luôn cho mấy anh chồng á cả nhà đó. Rai thì rất là tuyệt vời luôn cả nha đó. Và hôm nay thì mình chia sẻ món các cơm riêu nước mắm tỏi ớt thì cực kỳ rất là đơn giản. Nếu bạn nào mà hồi giờ các bạn chưa có làm cái món cá cơm này thì các bạn thử vào bếp cùng làm với bạn Châu luôn nha, đảm bảo ăn cực kỳ rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Kiss for you. Hai bà Châu xin mến chào với cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món từ cá cơm nha. Mình sẽ làm món cá cơm khô này cả nhà. Cái dạng cá cơm này thì cái con nó nhỏ nhỏ bé tí này cả nhà, người ta gọi là cá cơm ngon này cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món cá cơm, mình sẽ rim với nước mắm cùng với tỏi ớt nha. Món này mình làm đơn giản lắm mà cực kỳ rất là ăn rất là hao cơm nha cả nhà. Đặc biệt là mình đỡ cũng được rất là lâu luôn á, mình ăn dần dần ăn cực kỳ rất là ngon nữa. Và món này thì các bạn có thể làm những món nhậu cho các anh chồng nè, làm vài lon cùng với bạn bè nhâm nhi cực kỳ rất là tuyệt vời luôn cả nhà đó. Hôm nay mình có chuẩn bị là 150g cá cơm ha đó, và 4 củ tỏi cô đơn, 3 trái ớt, gồm có nước mắm nè, đường, bột ngọt nha. Rồi bây giờ cái phần cá cơm này mình sẽ đi rửa sạch lại với nước nha, để nó loại bỏ cái phần bụi bẩn. Và cái phần cá của mình cũng đã rửa và mình cũng đã ráo rồi cả nhà. Bước tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nước ha, nước mắm, tỏi ớt, đợi tí xíu nữa mình sẽ rim cái phần cá này ha. Tỏi thì mình sẽ dùng 3 củ tỏi cô đơn, mình sẽ chừa lại một củ tí xíu nữa mình sẽ phi để mình phi cùng với cá ha. Đó, ở đây thì mình sẽ dùng 3 củ tỏi cô đơn nha. Và mình sẽ dùng thêm 2 trái ớt ha, mình sẽ chừa lại một trái. Và bước tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần bột ngọt nha. Bột ngọt ở đây thì mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê bột ngọt nha cả nhà, 2 muỗng cà phê đường. Bây giờ mình sẽ đi giải nhuyễn cái phần này nha cả nhà. Bây giờ cái phần ớt tỏi mình cũng đã giải nhuyễn nè cả nhà. Đó, và phần tỏi mình chừa đợi bây giờ mình cũng băm nhỏ ha. Và ớt mình sẽ cắt lát chút xíu mình sẽ cho vào sau nha. Và phần nước mắm thì mình sẽ cho một muỗng canh nước mắm đi cả nhà. Đó, các bạn dùng ít thôi nha, đừng dùng nhiều quá nó mặn nó sẽ không có ngon ha. Đó, bây giờ mình sẽ thấy đều cái phần này lên ha. Nước sốt này cả nhà, nó rất là dẻo, rất là kẹo nha. Và đặc biệt là cái món cá cơm các bạn rim nước mắm tỏi ớt này cả nhà. Đó, thì các bạn cho tỏi nhiều thì cá cơm của mình khi ăn cả nhà rất là thơm luôn cả nhà. Đó, rất là ngon nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lại bếp ha. Mình sẽ bắt cái chảo lên và mình sẽ đi rim cái phần cá cơm này nha cả nhà. Rồi bây giờ cái phần chảo của mình cũng đã nóng lên rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn nha. Lúc này thì mình dặn lửa vừa thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi vào. Bây giờ cái phần tỏi của mình cũng đã vàng rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hết cá cơm này vào ha. Lúc này thì mình sẽ dặn lửa lớn lên chút xíu ha. Mình sẽ đảo nhanh tay ha. Mình bỏ đều ra. Còn cái cơm của mình cũng đã săn lại rồi nè các nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước nước sốt này để mình riêng nè các nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho hết vào luôn ha. Rất là thơm các nha, rất là hấp dẫn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đảo nhanh tay ha. Lúc này mình sẽ dặn lửa nhỏ bớt lại ha. Còn được đảo đều ha, cái phần này để nước sốt nó thấm đều vào cái phần cá cơm.
này khi ăn cả nhà đó. À, độ mặn ngọt à, vừa phải ha, ăn rất là ngon luôn. Ở đây mình chỉ dùng 2 trái ớt thôi cả nhà đó. Thì nếu các bạn ăn cay nhiều thì các bạn cho thêm ha, hoặc là các bạn có thể giảm lượng ớt lại nếu các bạn không ăn cay được ha. Bây giờ cái phần cá cơm của mình này cả nhà cũng đã khô rồi này cả nhà đó, lên màu rất là đẹp luôn, rất là thơm nữa cả nhà đó. Bây giờ các bạn chỉ việc các bạn cho ra dĩa thôi, các bạn ăn thôi, rất là đơn giản ha. Và cá cơm thì các bạn có thể làm nhiều thì các bạn có thể bảo quản ha, trong những cái lọ thủy tinh đó, thì các bạn cái còn thì các bạn lấy đó các bạn ăn ha, rất là tiện, rất là đơn giản nữa mà ăn rất là ngon nữa. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa ha. Và bây giờ cái phần cá cơm mình cho ra dĩa ha, mình cho vài lá ớt lên nè để mình trang trí nè. Và bây giờ mình sẽ cho vài cọng rau lên ha. Và hôm nay mình chia sẻ món cá cơm riêu mắm tỏi ớt là rất là đơn giản. Các bạn nếu thích thì đừng quên ủng hộ mình nha bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và đừng quên rung chuông để đón xem những cái video mới nhất của mình nha. Và nếu các bạn có ý kiến gì thì các bạn có thử để lại cái comment phía dưới cho mình biết nha. Đó, mình cũng cảm ơn các bạn đã đón xem và muốn chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành nha.